đã có mặt ở đây mấy ngày hôm nay để mà tập dượt cũng như là sinh hoạt với các thí sinh hoa hậu áo dài phải không? Dạ thưa anh, vâng. Trong mấy ngày vừa qua thì Tụi Trinh đã cùng với các cô thí sinh tập dượt, tuy có mệt một chút đó thưa anh, nhưng rất là vui. Đặc biệt là Tụi Trinh đã được dịp thưởng ngoạn một trong thắng cảnh đẹp nhất của thành phố Long Beach này, đó là chiếc tàu Queen Mary đó. À đúng rồi, tôi cũng có nghe qua đẹp lắm. Cái tàu đó. Còn anh Nam Lộc đã đi đâu chơi chưa? Mấy anh em sinh viên Long Beach có đưa tôi đi một vòng bờ biển. Nhưng mà sau đó thì tụi này lại đến một cái địa điểm có rất là nhiều thú vật. Vâng, từ mấy con nai vàng ngơ ngác này, rồi thì mấy chú thỏ chạy lăng xăng, rồi thì đến một đàn dê, lại còn có cả lũ chim bồ câu nữa chứ Thị Trinh. Wow, chỗ này sao nghe có vẻ romantic mà dễ thương quá vậy anh. Chắc là một khu rừng đẹp lắm phải không? Nó không phải là một khu rừng mà nó làm cái quán nhậu thịt rừng. Trời, ở đó có đủ cả thưa quý vị, nào là dê chả chìa, dê rửa mận, rồi thì nai xào lăn, bồ câu quay, vân vân, rất là hấp dẫn Thủy Trinh. Thủy Trinh đâu có nghĩ anh cũng là dân nhậu đâu. Nhưng mà anh ơi, làm gì có mấy con thú vật mà chạy lòng vòng lăng xăng như là anh diễn tả đâu. Ở trong đó họ có treo xung quanh quán là mấy hình con thú vật thì nhiều lắm. Nhưng mà có cái điểm lạ là mỗi khi mà uống chừng vài chai bia vào là tự nhiên mình thấy nó chạy vòng vòng liền. Nhưng mà kính thưa quý vị, có lẽ bây giờ chúng tôi sẽ xin chúng mình tạm ngưng cái câu chuyện ở đây một chút, để lát nữa khi mà chấm dứt đó, thì tôi sẽ giới thiệu Thủy Trinh đến cái thăm khu rừng gọi là chả chìa rượu mận của tôi nhé. Rồi anh hứa đó nha. Vâng. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến với quý vị tiếng hát lẫy lừng của nền tân nhạc Việt Nam từ hơn 25 năm qua. Không những cô chỉ là một ca sĩ nổi tiếng mà còn là một tài tử và một kịch sĩ rất có tài. Xin mời quý vị thưởng thức giọng hát của cô trong nhạc phẩm Hồi tưởng trên mảnh đất tuyết, nhạc ngoại quốc qua phần đặt lời cùng sự trình bày của nữ ca sĩ Thanh Lan. Đêm nay